bạn có biết Thái hậu thời xưa sống xa hoa đến mức nào không? Ta chỉ việc tiêu xài càng nhiều càng tốt. Ha ha, vậy hãy xem cách Từ Hy Thái hậu tiêu tiền nhé. Một bữa ăn nhẹ của Thái hậu bằng 3 năm lương thực của người dân thường. Mỗi món chỉ ăn một miếng là bỏ qua. Đáng nói nhất là bữa ăn đêm giao thừa, thức ăn phải bày giống nhau trên 3 bàn. Thiên, địa và nhân có 500 thái giám đứng kề nhau. Các món ăn được chuyển trực tiếp từ nhà bếp đến nơi Từ Hy dùng bữa. Khi mùa hè đến, phải có 300 trái dưa hấu tươi ngon mỗi ngày. Dưa hấu là món yêu thích của Từ Hy. Các loại trái cây khác đặt thường xuyên trong phòng. Chỉ riêng táo đỏ thôi là 150 kg mỗi ngày. Không phải để ăn nó mà là lấy hương thơm tự nhiên. Mùi hương này thật làm ta sảng khoái. Người thợ phải mất gần 10 ngày mới làm ra được một đôi tất. Từ Hy mang một lần sẽ vứt đi. Giày vô cùng xịn xò con bò. Một đôi phải đính kèm ít nhất 500 ngọc trai. Nhưng không mang quá 3 ngày, rửa mặt bằng những giọt sương trên lá cây lúc 4 giờ sáng. Khi tắm dùng khăn lau xong là vứt đi, sử dụng hàng trăm cái trong một lần tắm. Ha ha, ta đúng là càng ngày càng trẻ ra. Khi Từ Hy Thái hậu qua đời, để cố định vị trí của thi thể, mọi khoảng trống đều được lấp đầy bằng ngọc quý. Hiện vật được ước tính khoảng 100 triệu lạng. Đúng là cuộc sống xa hoa quá trời quá đất.